Vân Anh và chương trình Dược Thảo với bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa xin kính chào quý vị khán thính giả. Vân Anh chào anh Khoa. Tôi là bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa, xin chào tái ngộ đến quý vị và chị Vân Anh. Thưa quý vị, đề tài ngày hôm nay bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa sẽ chia sẻ với chúng ta với một cái dược thảo rất là quen thuộc, đó là trái cái cây atiso. Dạ vâng. Và Vân Anh thấy là thường mình hay nấu nước để uống hoặc là trà, rất là tốt cho sức khỏe của mình, hoặc là để mất ngủ, phải không anh Khoa? Dạ thì vâng. Để biết thêm chi tiết mời quý vị theo dõi sau đây. Anh Khoa, cái trà atiso ngày xưa Việt Nam Vân Anh thấy là thường thường đi ra ngoài mua về rồi nhiều khi nấu lên để uống nước nữa. Thì trước hết chắc anh Khoa cho biết là cái tên tại sao gọi là atiso. Atiso, bây giờ chúng ta phải đi tìm ngược cái nguồn gốc nữa, nguồn gốc của nó nữa. Từ đâu nữa. Vâng, cái nguồn gốc thì cái nguồn gốc của cái cây atiso đó là nó thuộc nó bắt nguồn từ vùng địa Trung Hải của miền Nam Âu Châu, của như là nước Pháp, Tây Ban Nha và Ý Đại Lợi. Thì đó là ba nước mà cung cấp cho toàn Âu Châu cái bông atiso. Còn riêng tại Mỹ ở đây đó thì cái bông atiso, cái cây atiso đã có hiện diện tại nước Mỹ vào thế kỷ 16, vào năm 1600, nhưng mà chẳng có ai để ý tới nó. Dạ vâng. Cho tới thế kỷ thứ 19 là người di dân Pháp đó mang với du nhập cái cây này, cái bông này, bông atiso vào Louisiana. Còn tại California này đó thì người Tây Ban Nha, người di dân Tây Ban Nha họ lại trồng cái cây này rất là rộng rãi và rất nhiều ở miền Bắc California. Và hiện nay đó thì cái tiểu bang California này cung cấp cái bông atiso cho toàn nước Mỹ, gần 100% luôn cả Canada. Anh Khoa, như vậy người Mỹ người ta dùng atiso người ta ăn như thế nào? Người ta cũng nấu nước uống hay là người ta dùng như thế nào? Người ta không có nấu nước như chúng ta, nhưng mà người ta ăn theo một kiểu, người ta một là người ta hấp lên, người ta ăn cái lõi của nó. Hoặc là họ nướng lên họ ăn. Thường thường bên anh từ nhỏ lớn chỉ có uống nước atiso, chưa bao giờ ăn một cái món ăn gì mà có atiso trong đó. Chúng ta sẽ đi thêm món ăn cái món ăn. Bây giờ chúng ta tìm hiểu về cái dược tính của nó. Thì cái dược tính thứ nhất đó là trong ngoài cái chất xơ đó, thì cái bông atiso, thường thường chúng ta dùng cái bông atiso. Chứ chúng ta ở Mỹ người ta dùng cái bông thôi, chứ người ta không có dùng lá hoặc là cái cành của nó. Ngoài cái chất xơ đó thì nó có nhiều potassium và vitamin E. Tác dụng của cái bông atiso đó là nó giúp cho tăng kích thích cái chức năng của làm cho cái mật tiết ra gấp 3 gấp 4 lần như bình thường. Vì thế nó làm tăng cái chức năng của gan. Dạ vâng. Và cái tác dụng của cái bông atiso đó thì nó làm giảm cholesterol, và đồng thời đó nó làm cân bằng cái lượng mà cholesterol xấu và tốt. Và sorry anh. Và nó làm tăng nó có cái tác dụng là lợi tiểu, nhưng mà cái lợi tiểu của nó là làm thông tiểu nhiều hơn là lợi tiểu, nghĩa là khi nó sẽ giúp cho người ta cái lượng nước tiểu á nhiều hơn bình thường. Như vậy thì cũng tốt cho những người nào mà hay bị phù chân đó anh Khoa. Dạ vâng, đúng, dạ vâng. Dạ vâng. Như vậy đó anh Khoa, ngoài cái vấn đề đó ra đó thì atiso còn có giúp thêm cái gì nữa về sức khỏe của chúng ta? Cái atiso đó thì thường thường bên Việt Nam cho chúng ta dùng atiso để tả hỏa. Tả hỏa là sao? Là làm uống, người ta dùng atiso để làm nấu nước, để uống như là trà vậy đó, uống cho nó mát. Dạ vâng. Ngoài ra thì cái bông atiso đó nó cũng giúp cho lợi tiểu, mà nó còn lại nhuận trường, nhuận gan là làm cho mát gan đó. Và với những cái dược tính như vậy thì nếu mà mình xài nhiều quá, mình dùng nhiều quá có sao không anh? Dạ thưa không chị, tại vì cái bông atiso này đó nó không có độc. Dạ. Và nãy tôi có đề cập nó, khi mà chúng ta dùng ăn đó, thì có nhiều cái chất xơ. Và hiện tôi không biết chị có nhớ là bên Pháp đó họ có chế ra thuốc từ bông atiso để cho mát gan và lợi tiểu. Dạ vâng.
Và bây giờ chắc cho Vân Anh trở lại cái món ăn được không anh Khoa? Anh Khoa nói là Việt Nam mình có cái gì mà chế ra từ artichoke cho món ăn không? Món ăn thì ngoài những cái món mà họ nấu nước thì họ bây giờ Việt Nam rất là thông dụng, họ dùng bông artichoke để là nấu canh, nấu với thịt gà, nấu với sườn để lấy cái chất ngọt. Dạ, còn ở bên Mỹ này đó thì chị thấy không, chị có thể đi ăn pizza họ có để có cái nó gọi là artichoke heart. Dạ. Hoặc là cái bông artichoke người ta có dùng để làm như là dưa muối như mình vậy đó. Dạ. Thì họ ngâm với giấm và cái dầu olive để họ ăn như là ăn chơi, giống như là mình ăn củ kiệu của mình ở Việt Nam vậy. Vâng, thưa quý vị, với những cái dược chất dược tính mà bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa vừa chia sẻ với chúng ta về cái artichoke mà giá mình mua cũng rất là rẻ phải không quý dạ vị? Vâng. Cho nên chúng ta có thể ăn thường ngày hơn để giúp nhuận trường, giúp lợi tiểu nữa. Hồi nãy chúng ta nói về cái nguồn gốc nữa, thì chúng ta nói ở bên Mỹ không mà không nói cái nguồn gốc ở bên Việt Nam. Cái cây bông cây artichoke đó được du nhập vào Việt Nam cũng vào thế kỷ 20. Cũng gần đây thôi, do người Pháp nữa. Dạ. Nhưng mà được trồng rất là rộng rãi ở Tam đảo miền Bắc. Miền Nam, Sapa, nhưng mà nhiều nhất là ở Đà Lạt. Chị. Đúng rồi, tại vì Đà Lạt không khí lạnh phải không anh? Dạ vâng. Cho nên dạ. Có vẻ tốt hơn. Còn ở ở Mỹ này đó thì hầu hết là chúng cái cây artichoke được thu hoạch quanh năm, nhưng mà nhiều nhất là từ tháng 3 cho tới tháng 5. Vâng, thưa quý vị theo dõi chương trình Dược Thảo với bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa ngày hôm nay qua đề tài là artichoke. Từ đây mà chúng ta khi mà ăn cái nước hoặc là uống nước artichoke, chúng ta sẽ biết được những cái lợi ích rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta. Và một lần nữa cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị. Mọi ý kiến đóng góp và bảo trợ thương mại cho chương trình Dược Thảo với bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa, xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email info@vietnewstv.com, điện thoại 858-967-0035. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào lần chương trình kỳ sau.